nay được chị gái dẫn lên xì phố đi ăn bánh cuốn nha. Chào ông bà cô chú. Chào mọi người nha. Hôm nay được chị gái dẫn đi xì phố à. Xì phố. Đi ơi, phố ăn bánh cuốn nha. Đây là bữa bánh cuốn đầu tiên về Hải Phòng nhá. Mặc dù về được khoảng mười mấy ngày rồi. Đúng không nhà trò, đúng không? Đâu toàn ăn cơm nhà thôi. Đúng. Tí đến cửa hàng thì quay tiếp nhá. Đây đường Đà Nẵng nhà mình này. Đây là mé trên rồi. Nhưng đông đúc phát nên đây giờ tan tầm mới thế đó. Có phải tiệm lót xô hôm qua. Hôm trước mình đi nữa. Lót xô. Ui, có capybara sử dụng nhiều đấy. Ngó xem bán lồng đèn chưa, mai đi mua lồng đèn đi. À. Trái cây nhập khẩu kìa. Bây giờ lên cắt cụt à Nhật? À, bây giờ là lên cái chỗ mà cắt cụt ấy. Để ăn bánh cuốn. Trời. Mặt to á. Đấy chứ vòng xoay ngã năm này. Sợ lắm. Bánh cuốn Quyên từ năm 1946. Lặn đói năm 46 à? Đây là bánh cuốn Quyên nhá. Chị gái mình bảo ngon lắm. Đây là cái gì? Nhân trứng à? Nhân trứng à? Cái này chay này. Cái này nhân gì ở Nhật? Nhân trứng. Nhân trứng. Đó là nhân trứng à? Nhân trứng kiểu gì đấy? Nhìn cháu gái ăn ngon chưa? Bình tĩnh nhá. Như trái tay nhỉ ạ? Nó ăn trái tay. Trứng. Một cái bánh cuốn như này con 4 lần cắt ra rồi. 4 lần cắt ra đã xong rồi. Đi kéo lăng tăng. Nó bề bết hết rồi con ạ. Mình gửi con kia xong em lấy kéo. Cháu tôi có ăn ngon thế này cơ mà. Mới rồi. Con xúc đây này. Đây con bò nhá. Đồ mắm mới đi. Đồ mắm mới cho nó nhá. Sao để chả cắt ra không mắm cũ à? Con này thích ăn lòng đào nhỉ? Đây như này này. Sao ạ? À? Chưa ăn như chưa ăn đĩa nào. Nhưng thực ra đây đĩa thứ hai của cháu rồi đấy. À thế vừa nhầm. Nhầm gì? Từ cây với sang nhầm với nhau. Thế tí nữa ăn được bánh mì cay ấy không? Không. Không á? Không ăn bánh mì cay nữa à? Hay quá. Thế có đứa không ăn bánh mì cay nữa rồi. Đi bộ ra bánh mì cay được no ăn là nói ngay ấy mà. Đúng không? Bánh mì cái chỗ màu xanh mà cô vậy. Ừ. Đây là một chỗ này em bị làm sao? Sao tự dưng tê tê nhỉ? Chỗ này này. Không. Em bị sao à? Đỏ đỏ. Ừ, đỏ đỏ thôi. Tự dưng tê tê nhỉ? Đúng không? Gì mạnh. Nhìn cháu ăn ngon chưa? Cháu ăn đĩa thứ 3 rồi. Đĩa thứ 3 đâu ra? Đây đây. Đây. Đâu ra? Đấy mày ăn chứ. Đây mới là bát thứ nhất.
Ờ, đây bát thứ nhất. Con no rồi đúng không? Sao ăn chậm đấy? Nóng hổi đúng không? Ngon mà. Bánh mì cay giờ nó ra phiên bản mới rồi hả? Không, vẫn thế thôi, nhưng mà tôi nghĩ là nó to hơn bình thường. Nó to hơn bình thường á? Nó to hơn một tí. Con cứ ăn đi. Con cứ ăn đi. Quay hết cái đĩa này. 2 phút thôi. Đấy là cho cả ruốc lên nào. Có trứng con ạ. Tay kia không biết để làm gì không biết nữa. Cứ biết giữ cái đĩa vào hay cái bát. Thôi sao tính tiền rồi, sao bắt đầu tính tiền. Bao nhiêu quá? Ăn đi con. Chay chả hở. Không cay nhá, không ở không cay nhá. San ngon nhá. San xịn nhất hay sao? Nó nghi quá. Cho cốt vào chưa? Thế con chưa cần. Đấy chứ hai người đó ngồi gần nhau thì có phải là quay được cả hai không? Để là ăn giò ăn, lấy giò ăn con. Gì sản xuất thì khi gọi cái này phải nhớ hơn. Cái gì? Bánh cuốn ngon không? Number one nào? Number one, number out. Number out. Không biết number out là number gì luôn. Cậu gái rồi, ngon chưa? Các bác nhìn thấy chưa? Tôi xin miếng chả nhé. Ừ, ăn đi. Muốn kiên chả không? Này, gì cho cá là mẹ nó à? Mới đi một cái. Có phải? Mày có hiểu chưa? Cứ nghĩ đi. Con chả đi. Chả này không thích mấy. Tôi có coca 1 phút rồi. Ừ, ăn nữa đi con. Ăn nữa đi con. Gì đã mới bánh mì cay mà. Con no đi tí gì ăn bánh mì cay. Bánh mì chay có vẻ nó không thích ăn đúng không? Hay gọi thêm nước nữa. Dạ, gọi thêm sữa nữa cho nó. Con gì? Con gì nữa không? Hai tí ăn bánh mì. Có cái ăn gì? Nói. Bánh cuốn. Ừ, gọi thêm. Con giống của em không? Giống. Hay là của con? Không, mày hỏi là giống của em hay là của con? Giống của con.
Mẹ mẹ vừa lên chân đạp chân vào tay con. Em ơi, tao chỉ một bánh cuốn nhân trứng thôi nhá, trứng chín nhá. Không, trứng. À, trứng là rẻ không? Mà trứng chín trứng rẻ không? Trứng rẻ lắm nào chứ. Một trứng thôi là người ta hiểu rồi. Một thôi, một trứng rẻ thôi. Một trứng rẻ. Ừ. Cho chị thêm một một cuốn nhân trứng nữa. Một cuốn nhân trứng. Để hai bát phở quá đó, toàn bát phở. Hai bát chứ. Ba bát. Hai phút rồi. Ba bát. Đi, hai phút rồi. Ừ. Quay mẹ. Quay mẹ từ lâu rồi, quay mẹ chứ. Một suất hôm qua, hôm một suất coca hôm nay bằng cả nhà mình ăn ngày hôm qua. Ăn đi. Sao mua bánh cuốn cần nhỉ? Mua bánh cuốn cần ăn. Chưa làm bánh đúc nhá. Chín mươi á. Đoàn ở dưới à? Chị lên đem rồi hả? Chị lên. Tí qua bánh cuốn ăn ra gọi tiếp nhá. Cửa hàng rộng rãi.